Cảm xin mến chào toàn thể với cô chú anh chị em mình quay trở lại kênh của LKTK Bonsai nha. Em là nhiều Bonsai Văn An, em ở Hoàng Nghĩa Chợ Đất Bến Tre, số hội là 0774816331 nha. Số hội có sử dụng bên Zalo nha. Rồi hôm nay cũng lên một số tác phẩm để sân để bàn giá cũng đầm tung cho quý cô chú anh chị mình tham khảo nha. Gồm vô mã số 1 nha. Mã số 1 là cây mai chú hỷ tung nu, hàng để bàn nha. Rồi, cái này em đo bằng cũ đi. Cũ nó là cái này khó đo quá. Cũ 25 đi. Rồi bình thân vị trí này nó là 18. Chiều cao 15. Và phun tán nó là 38 nha. Cây mai chú hỷ tung nu nha, hàng này để bàn. Cây thật lắc rất đẹp luôn. Rồi cây này thì chỗ này nó có bị hai da nha anh em. Nói chung là hai da vẫn xanh tươi bình thường nha. Đảm bảo 100% xanh tươi chứ không có lỗ nha. Do nó già nó hai bông da cả hai lớp da mới. Rồi, cây này em ký hiệu bằng 1A nha. Rồi mã số 1A. Cây này 600g bao ship nha. 600g bao ship cho cây mai chú hỷ tung nu này. Rồi, lên mã số 2. Mã số 2 em cũng là cây mai chú hỷ tung nu luôn. Rồi cái này bể đế là 30. Hoành thân nó là 17. Chiều cao 18. Và phun tán nó là 39. Cái mai chú hỷ tung nu nha. Cái này cũng là hàng để bàn luôn. Đây, quay cốt cành cho anh em chị em tham khảo nha. Rồi cái này cũng đã hừng chậu rồi nha. Về mình hai chậu thoải mái nha. Mã số 2A. Cái này 600k nha. Cái này thì chuẩn bị nhóm bông nha. Anh chị em mình về chơi cái mua cây chơi rồi có bông chơi luôn. Rồi 2A, 600k bao ship nha. Rồi em lên mã số 3A. 3 là một cây mai chú hỷ. Ủa cây sam tái chứ. Này sam tái xù nha. Này sam tái loại xù. Rồi hoành thân đó, hoành cũ là 25. Cái này hoành cũ 25. Hoành thân vị trí này đi, nó là 16. Chiều cao 18. Rồi phun tán như vậy là 47. Cây sam tái nó xù nha. Sam tái xù. Cây này nó cũng già cây rồi. Nó đang nhóm ngồi trái rồi nha. Có nhóm ngồi trái đây. Nhóm ngồi trái non. Xem tái xù nha. Cái này thì về mình thần chậu, về mình ép chậu cho thoải mái nha. Rồi mã số 3. Cây này 1.400k bao ship nha. 1.400k bao ship cho cây xem tái xù này. Gầm lên mã số 4. Số 4 em là một cây kiều hùng. Kiều hùng cây này đường thân nó rất là đẹp luôn. Rồi cái này hoành cũ nó là hoành cũ đế là 30. Rồi hoành thân vị trí này là 12. Chiều cao 50. Và phun tán như vậy. Nó là 40 nha. Một cây kiều hùng. Cây này phơm tàn ấm mịn này. Cây đường thân được chỉnh sửa lắc léo rất là khéo luôn. Đây. Cây đường thân này rất là khéo nha. Rất là khéo cây. Rồi mã số 4 nha. Cây này 1.1 triệu em bao ship nha. 1.1 triệu em bao ship cho cây kiều hùng này. Cây này nhìn rất là đẹp nha anh quý cô chú anh chị em ơi. Và cây này cũng đã hừng chậu rồi nha. Về mình ép chậu cho thoải mái. Rồi mã số 4 nha. Cây này 1.1 triệu em bao ship nha. Rồi em lên mã số 5. Mã số 5 em là một cây tùng kim cương. Cây này gốc La Hán ghép với kim cương nha. Rồi hoành thân nó là 5 cm. Chiều cao 18. Và phun tàn đỏ gì là 55. Tùng kim cương nha. Này gốc La Hán, cây này nó cũng ghép đá liền cốt rồi, ghép ngay vị trí này. Thì nó là đá liền cốt và cây này ghép chắc khoảng 4 mùa rồi, 4 mùa mới được liền cốt vậy nha. Rồi tùng kim cương nhắn đỏ nha. Mã số 5A, cây này 900k bao ship nha. 900k bao ship cho cây tùng kim cương này. Rồi em lên mã số 6. Nó xám cũng là cây tùng kim cương luôn. Này gốc La Hán ghép với kim cương luôn. Rồi hoành thân nó là 5 cm nha. Từ kẽm gọi là 5. Chiều cao 19. Và phun tán là 58 nha. Tùng kim cương. Này cũng là gốc La Hán ghép với kim cương luôn. Cái này cũng đã liền cốt hết rồi nha. Ghép cũng có 4 mùa có hơn mới liền cốt được gì. Hoành thân nó thì 5 cm. Cây tàn đổ rất là đẹp nha. Tùng kim cương. Mã số 6A, cây này 900k luôn nha. 900k bao ship cho cây tùng kim cương này. Rồi em qua mã số 6. Lên mã số 7. Số 7 em là cây mai chú hỷ tung nu. Mai chú hỷ tung nu nha.
Rồi loại anh em mình để bàn. Rồi vành cũ là 22. Vành thân vị trí này nó là 18. Chiều cao 19. Rồi phun tán gì đây, phun tán gì 50. Cây mai chỉ hủy tung nu nè. Này cũng tháo phun tàn ám mịn này. Này mình chỉ cắt tỉa chơi thôi. Rồi em nghiêng cho mình tham khảo dàn cốt cành nha. Vì cốt cành ở tông em đã xả dây xả lần rồi nha. Cây này có số sổ nó cũng khai da đây. Khai da nên anh em không phải bị lỗ nha. Nó già nó sẽ bong da ra. Đây như mấy chỗ này. Chỗ này nó già nó bong da kìa. Vẫn xanh tươi bình thường. Đảm bảo 100% không lỗ nha. Rồi mã số 7A cây này 650 bao ship nha. 650k bao ship cho mã số 7. Rồi lên số 8 em là một cây sam hồng phấn, hồng phấn ghim nha. Rồi hoành đế là 38. Hoành thân vị trí này nó là 20. Chiều cao 27. Rồi phun tới phân tàn gì 33 nha. Sam hồng phấn nha, hồng phấn thì bông nó rất là đẹp. Sam hồng phấn cây ghim nha. Anh em chưa có hồng phấn thì mua cái này về chơi nha. Vừa chơi vừa lấy bo để ghép qua những loại sam kia luôn. Cây này số 8, cây này 550 bao ship nha. Đây là cây gin nha. Hồng phấn là lá nó toàn với đặc điểm của nó là gai rất là ít. Nó cũng rất là chậm lớn luôn nha. Rồi qua mã số 8, 550k bao ship nha. Rồi lên mã số 9. Cái 9 là cây sam tái. Sam tái xù nha. Đây dòng xù. Rồi tổng bệ là 29. Rồi hoành thân vị trí này nó là 20. Chiều cao của nó là 30. Và phun tàn như vậy nó là 55 nha. Một cây sam tái xù. Mấy này là mấy tái đợt trước nè. Mấy tái đợt trước. Rồi cây này nó lá già đó. Em lật lá làm bông cho nó luôn. Ủa làm mà tái cho nó luôn. Nó sẽ ra chồi mới rồi nó sẽ ra mấy cái ngồi tái non. Cái sam tái già, chi cành già gì nó ra tái dữ lắm nha. Cây này đã thành phẩm rồi. Giờ anh chị mình cắt chỉ cắt tỉa chơi thôi. Đang ra chồi non rất là mạnh nha. Rồi mã số 9A. Cây này 1 triệu 2 em bao ship nha. 1.200.000 bao ship. Rồi em lên số 10. Số 10 em là một cây bông bụp Đài Loan. Hoa bụp Đài Loan đế 24 giờ luôn. Rồi cái này bệ đế là 67. Hoành thân vị trí này 30. Rồi hoành thân ngay xích tên đây là 17. Chiều cao 40. Và phun tạng thì là 59 nha. Một cây dâm bụp Đài Loan. Đây. Lá khi non là bự gì. Rồi mấy cái này là già nè. Già lá nhỏ xíu rồi nha. Cây này cũng đã già cây rồi. Lá nó bắt đầu nhỏ lên rồi. Đây cốt cành nuôi cắt giật nha. Hoa bụp Đài Loan. Cây này cốt cành nuôi cắt giật. Rồi đây, vị trí này. Rồi mã số 10. Cây này 1.900.000 bao ship nha. 1.900.000 bao ship cho hoa bụp Đài Loan này nha. Rồi qua mã số 10. Lên 11. 11 em là một cây mai chú hủy tung nu. Rồi cây này bệ đế là 48. Hoành thân vị trí này nó là 27 nha. Chiều cao 30 và phun tán cái gì là 49. Một cây mai chú hủy tung nu. Cây này rất là già cây rồi. Cây này em ra lá đây làm bông đợt nó bông mới nha. Rồi cốt cành đây. Cây này anh chị em nhận cây là có bông chơi liền luôn đây. Rồi đang ra chờ non để nó ra bông. Rồi mã số 11. Cây này 1.700.000 bao ship nha. 1.700.000 bao ship. Rồi em lên mã 12. 12 em là một cây cần thân, cần cù hơn tiếng anh em ơi. Cây này nó cũng rất là nghệ thuật đây. Rồi hoành cũ là 43. Rồi hoành thân lúc ở trên đây nha. Hoành thân nhỏ ở đây là 16. Chiều cao 40. Và đường kính tàn là 55. Một cây cần thân, cần cù hơn tiếng. Cần thân thì chơi phong thủy nha. Đó, đang ra đọt non đỏ đỏ rất là đẹp nha. 12A, cây này 950 bao ship nha. 950k bao ship cho cây cần thân, cần cù hơn tiếng này. Đây.
Cây này nhìn rất là nghệ thuật. Rồi mã số 12, cây này 950k bao ship nha. Rồi em lên 13. 13 là một cây sam hương Đài Loan. Sam hương Đài Loan, cây này cây dáng đổ nha. Rồi, vành cũ đế là 36. Vành thân vị trí này là 18. Chiều cao 35. Là full tán gì? 77. Một cây sam hương Đài Loan. Sam hương Đài Loan thì bông lá nó rất là thơm nha. Mấy dòng sam hương lá rất là thơm. Khi già lá nhỏ là gì nha. Rồi, cái này thì ra trái nó tàn rồi. Có bông có trái nha anh chị em ơi. Cây rất là thơm. Cái vàng xương đây. Mình chơi càng già lá nó càng nhỏ lại. Rồi 13A. Cái này 1 triệu mốt em bao ship nha. 1 triệu mốt em bao ship. Cái lá nó càng già nó càng nhỏ lại cho mình. Rồi đặc biệt của sam hương Đài Loan là nó bông lá nó rất là thơm. Rồi mã số 13A. Cái này 1 triệu mốt em bao ship nha. Rồi qua mã số 13. Lên 14. 14 em là một cây mai chú thủy tung nu. Cây này đổ ôm chậu nha. Rồi bệ đế là 37. Vành thân vị trí này là 15. Chiều cao 28. Giờ phun tán đổ như vậy là 85. Một cây mai chú thủy tung nu. Cây này đổ ôm chậu rất đẹp. Cốt cành rất là già cây rồi. Cây này thì cũng lá già, em đặt lá hai lá cho nó để nó ra đợt bông mới nha. Rồi. Rồi số điện thoại là 0774816331 nha. Số điện thoại có sử dụng bên Zalo nha. Anh chị em nào nhìn cây không rõ kết bạn Zalo em sẽ gửi cây thêm cho mình tham khảo nha. Rồi nuôi được một cái chi đổ gì cũng khá là lâu nha. Cây tật thì mình nuôi mau, còn mấy cây đổ mình nuôi rất là lâu. Rồi cây này cũng đã hơn chậu rồi, vậy anh chị em mình hai chậu thoải mái nha. Rồi mã số 14A, cây này 1 triệu rưỡi bao ship nha. 1.500.000 bao ship cho cây mai chú hỷ dáng đổ này. Gặm lên 15. 15 em là một cây sam hai màu nha. Hồng phấn. Cây mẹ của nó là song huynh nha. Cây mẹ của nó là song huynh. Rồi ghép với tấn phớt hồng chứ. Rồi hoành thân 14. Chiều cao 27. Rồi full tàn bay gì? 80. Đây, mấy này là chi ghép của tấn phớt hồng. Còn mấy cái chi bông tím là song huynh zin nha. Cây này nó hai màu. Đây bông tím đây. Rồi song huynh zin, rồi ghép vài chi tấn phớt hồng vô. Đây, vàng xương rất là cứng cáp nha. Cây này anh em có thể giờ chơi xả dây ra hết được rồi. Cây này cũng đã hơn chậu rồi, về mình phối tiểu cảnh hoặc là mình hai chậu cho nó nha. Rồi mã số 15. Cây này 650k bao ship nha. 650k bao ship cho cây sam hai màu này. Rồi qua mã số 15. Rồi, ra mã số 16 là một cây khế. Đây là cây khế hái nha. Đây là một cây khế hái. Rồi đem đo cái đế. Rồi đế của nó là hết thước luôn. 1m6 đi. Rồi đế nó là 1m6. Rồi củ ngang đây. Nó là 80. Rồi hoành thân vị trí này. Hoành thân đây là 63 nha. Cây rất là lớn em ơi. Hoành thân tới 63 rồi. Rồi em đo chiều cao nha. Cao 1m5. Và phun tán như vậy. Phun tán như vậy là 1m1 nha. Một cây khế hái cây ghim. Cây này đã hơn chậu rồi nha. Anh em bó bầu gì. Tại cái chậu của nó là chậu nuôi, chậu xi măng bự nuôi. Rồi khế hái thì tái nó bự lắm nha nè. Tái bự như vậy. Tái này khi đi thì rụng nha. Rồi khế thì mình khi đi nó cũng hơi rụng lá xíu nha. Giờ để nắng bình thường sẽ ra chậu mới chứ có thể ra bông cho mình luôn. Rồi cốt cành đã bung dây hết rồi. Cốt cành rất là to nha. Cây này thì nó có lũa một chỗ nha nè. Có lũa cho một chỗ. Cây này đường thân chữ C rất đẹp. Đường thân dòng chữ C rất đẹp nha. Rồi, lũa đây anh em ơi.
Tiến quay vòng cho mình tham khảo nha. Đây, đèn cốt cành rất là ok nha. Rồi để em quay cái mặt lũa cho mình xem. Lũa chỗ này, lũa mép đây nha, lũa mép ở đây, nhưng mà có cành, có cái cành một chặn lại nha, có cành một với có cái cành trên đây bắt chặn lại, nó sẽ kéo mép từ từ nha. Rồi mã số 16, cây này 6,5 triệu bao ship nha, 6,5 triệu bao ship cho cây khế, khế Thái này. Đây này, nó cũng có số ra bông đây. Rồi cây 16, cây này 6,5 triệu bao ship nha. Rồi qua mã 17. 17 là một cây trứng gà Thái nha. Đây là trứng gà Thái, đây là cây ghim nha. Nó cũng đang đậu bông nha, đang đậu bông. Rồi để em đo quanh thân. Quanh thân vị trí này là 27. Chiều cao miệng chậu lên là 75. Rồi phun tán như vậy, phun tán gì 1m1 nha. Tính giờ hái cây ghim. Cây này đang đậu bông nha anh em ơi. Cây này đã bung dây sạch sẽ rồi. Mấy cây mà già cây phun tàn ấm mịn như vậy thì nó sẽ ra bông cây tái nhiều lắm anh em ơi. Tại nó già cây á. Cây này củ đế dưới còn nha anh em. Do em làm thời gian làm không kịp nên em chưa có môi. Củ đế dưới còn anh em mình về thay chậu mình môi thêm nha. Ủa, cái này cốt cành rất là già rồi nha. Mấy hàng già gì ra bông tái lắm. Đây, bông quá quá trời anh em ơi. Bông lưa hưa, chỗ nào cũng có hết. Tính gà hái của nó thì lá nó nhỏ nha. Với tái của nó ăn rất là ngon. Tái của nó nhỏ nhỏ, bóng rất đẹp. Đặc biệt của nó ăn rất là ngon. Đây, đắt đát nhiều bông lắm anh em ơi. Đây cây ghim nha, anh em mà về chưa có lấy bo ghép những loại trứng gà ta luôn cũng được. Rồi đúng rồi, bông heo mát mấy mắt lá. Rồi cái này thì cũng đã hơn chậu rồi nha, khi vận chuyển rút chậu bó bầu nha. Rồi mã số 17, 17 nha, cái này 5,8 triệu em bao ship nha. 5,8 triệu bao ship cho cây trứng gà hái này. Rồi cây rất là sung cây nha. Rồi em qua mã 17, lên mã 18. 18 em là một cây mai chỉ hủy nu gò công, cây tực lắc nha. Cây này rất là đẹp luôn, chuẩn cây. Rồi bể đế là 59. Hoành cũ của nó là 35. Rồi hoành thân vị trí này là 26. Chiều cao của nó là 23. Và phun tàn như vậy là 55. Một cây mai chỉ hủy nu gò công. Ồ, cây này nó chuẩn bị nhóm bông quá chừng anh em ơi. Đây, chuẩn bị nhóm nụ nhiều lắm. Nói chung nó ra là nó ra cái tọt non là có nụ liền à. Tại gò cong của nó nhảy nhảy bông lắm. Đây, cây cốt cành rất là to nha. Cây này sẹo dốc lên mặt cắt nó nhỏ xíu luôn. Đây mặt cắt cho cái cành một này. Có lóng tài tỏ nữa bít luôn rồi. Sẹo đầu cũng gần liền rồi. Cái này thì cái rễ nó em cắt cái rễ này nha. Rễ này nó bị chổi. Em nghiêng cho mình tham khảo nha. Cây này dàn xương rất là già rồi. Dàn cốt cành già lắm. Rồi mã số 18. Cây này 2,7 triệu bao ship nha. 2,7 triệu bao ship cho cây mai chú hủy nuôi gò công này. Rồi em lên mã 19. 19 em là một cây me chua. Rồi hoành cũ là 35. Hoành thân vị trí này nó là 19. Chiều cao 44. Rồi phun tàn như vậy là 453. Một cây me chua nha. Một cây me chua mã số 19. 19A. Cây này 1,2 triệu bao ship nha. Cốt cành nó cũng rất là già rồi. Có thể dành dành bấm dây bỏ được rồi nha. Rồi mã số 19. Cây này 1,2 triệu bao ship nha. 1,2 triệu bao ship cho cây me chua này. Đây. Tường thân cũng nó rất là đẹp luôn. Cây này viên cây lắm anh em ơi. Rồi 19, cây này 1,2 triệu em bao ship nha. Rồi lên mã 20. 20 em là một cây sam sông siêu bông. Này sam siêu bông nha.
Rồi vành cũ là 28. Vành thân nhị tí này nó là 14. Chiều cao 34. Và phun tán là 68. Sam siêu bông, cây này đang ra chồi non để ra đợt bông mới nha. Sam siêu bông nó già cây là bông dữ dội lắm anh em ơi. Cây này rất là già cây rồi. Đây, cốt cành của nó đây. 20, mã số 20A nha. Cây này 650 bao ship nha. 650k bao ship cho cây sam siêu bông này. Sam này thì đi có hơi lá già, hơi rụng xíu nha. Về mình để nắng bình thường sẽ ra chồi mới ra bông cho mình luôn. Rồi qua mã số 20. Rồi lên 21. 21 là cây mặn hoàng yến nha. Mặn hoàng yến, gốc mặn xưa ghép với mặn hoàng yến. Cây này chân đế rất là đẹp anh em ơi. Mặn mà những cái dòng thiên nhiên mà đế nó tự tạo anh em ơi. Này mình chưa có sắp đế được. Cây này bể đế là 80. Hoành thân 24. Chiều cao miệng chậu lên 50. Rồi phun tàn là 69. Một cây mặn hoàng yến nha. Mặn hoàng yến lá nhỏ bông tái rất đẹp anh em ơi. Cái này anh em mình về là đi phân vô là nó sẽ ra bông dèo dèo luôn. Với anh em muốn ra bông á, anh em mình ngắt đọt. Nó ra mấy cái đọt anh em mình ngắt ngắt là nó sẽ nhóm bông nhiều lắm. Hàng ăn tái vậy đó anh em. Anh em nào muốn ra bông anh em mình ngắt đọt. Ngắt đọt nó sẽ ra bông ra tái luôn. Rồi mã số 21. Cây này 1 triệu 6 bao ship nha. Cây này cũng đã hừng chậu khi đi nhận kiện rút chậu bó bầu nha. Rồi qua mã số 21. Lên 22. 22 là một cây nguyệt quế nha. Này nguyệt quế lá tung. Nguyệt quế lá nhỏ xong rồi tới nguyệt quế dòng lá này, lá tung. Dòng này thì nó nhỏ hơn dòng lá sắn một chút. Rồi tổng đế là 59. Rồi hoành cũ là 30. Hoành thân lúc đây là 22. Chiều cao miệng chậu lên là 37. Và phun tán gì 64 nha. Dòng nguyệt quế này thì anh em mình thì hiện tại rất là chuộng nha, tại nó ra bông dữ dội lắm. Lá nó nhỏ này mình thấy không? Lá nó nhỏ hơn, lớn hơn lá nhỏ xíu. Nhưng mà bông nó đặc điểm bông nó dữ lắm nha. Anh em mình đang kiếm mua những dòng này nhiều lắm anh em ơi. Còn lá nhỏ thì nó nói chung hên xui, có cây có bông cái cây không có nha. Còn cái này thì nó bông dữ dội lắm. Anh em mình rất là chuộng. Có một cái vị trí này áp qua nha. Ở đây áp qua nha. Nhưng mà đã dính lâu anh em mình cứ để chơi cho nó bự lên nữa hình cắt sao. Cốt cành cũng đã già, có chỗ nó siết dây rồi nha. Rồi mấy vị trí này là người ta lúc đầu người ta tán phôi đó, cái người ta ghép nó vô, ghép cho đúng vị trí nha. Rồi cây cũng đã hơn chậu rồi nha. Về có thể mình hai chậu thoải mái. Rồi đây có cái rễ bự nó chỉ chổi ra đó, em cắt em xử lý lại. Tha keo lại, cây đế rất đẹp em ơi. Cây bị đế quá đẹp. Rồi mã số 22. Cái này 2 triệu 3 bao ship nha. 2 triệu 300k bao ship cho cây nguyệt quế lá tung này. Rồi khi đi nhận kiện rút chậu bó bầu nha anh em ơi. Do cây đã hừng chậu rồi nha. Rồi em lên 23. 23 là một cây mai chiếu hủy tung nu nha. Cây lùng lực, cốt cành già. Bể đế nó 31. Hoành thân vị trí này là 18. Chiều cao 20. Và đường kính tàn 39 nha. Mai chữ hủy tung nu. Lùng lực cốt cành già. Cây này hiện tại này là đắp lục bình lên nha. Đắp lên từ từ nó sẽ lên gông luôn. Nó lên gông lên ghiêu cho mình luôn. Rồi cây cốt cành rất là già anh em ơi. Đây anh em ơi. Cây rất là đẹp nha. Nuôi được một cây gì cũng tốn thời gian rất là lâu anh em ơi. Chứ không phải ngàn bữa. Cây này cũng nuôi khoảng 5-6 năm mà nó được cốt cành vậy. Rồi mã số 23A. Cây này 3 triệu 400k bao ship nha. 3 triệu 400k bao ship cho cây mai chiếu hủy tung nu thật lắc này. Rồi em lên mã 24. 24 em là một cây sam đao điểm cây ghiên. Này là dòng đao điểm nha anh em. Dòng đao điểm cây ghiên. Rồi cây này thì cũng còn đang nuôi hiêm nha anh em. Rồi bể đế nó là 78. Rồi hoành cũ đây là 39. Rồi hoành thân vị trí này nó là 33 nha. Cây này rất là đẹp anh em ơi. Rồi cao 35. Rồi phun tán luôn cái đâu từ đây đi, từ đây vô đi. 59 nha.
chút em đo cốt giật cho mình. Đây đao điểm nha, đây là đao điểm bông tím phan rất đẹp anh em ơi, bông tím đậm đen đẹp lắm. Hiện tại dòng này thị trường nó cũng còn rất là hiếm hàng nha. Cây này mình có hai hướng nha, hai hướng chơi. Để xíu em sẽ nói nó sao, em quay cốt cành đây. Cây này chân đế nó rất là đẹp, cốt cành cắt giật nha. Đây anh em ơi, nhìn vô cây rất là đẹp nha. Lắc lên lắc lượng rất khéo cây luôn. Rồi đo vị trí cốt cốt giật chỗ này. Rồi cốt giật đây nó là 10 cm nha, bự hơn chân cái mình nha. Rồi cây này mình có hai hướng chơi nha anh em. Đây là trực cành phóng nè. Đây mình phóng ra, anh em nào muốn không chơi trực cành phóng anh em mình bấm ở đây chơi cây trực lắc bài. Có hai hướng chơi anh em mình muốn chơi cái đường nào mình chơi tùy theo search của mình. Rồi cây này 24 nha. Cây này 2.8 em bao ship nha. 2.8 5 cam bao ship cho mã số 24 này. Này cành phóng này thì khi đi em sẽ sửa lên xíu rồi về mình sửa lại giúp em nha. Rồi anh em mình không chơi cành phóng thì anh em mình cắt lại chơi trực lắc bài. Rồi 24 nha, cây này 2.8 3 ship nha, khi vận chuyển rút chậu bó bầu. Rồi em lên mã số 25. 25 em là một cây mai chiếu hỷ tung nu để bàn. Rồi bể đế là 34. Rồi bành rũ là 18. Rồi bành thân đi. Bành thân ở vị trí này đó là 16 nha. Rồi chiều cao 20. Rồi phun tán gì? Đó là 40. Cây mai chiếu hỷ tung nu để bàn. Cây này cốt cành nó cũng già cây lắm rồi. Đây anh em thấy không? Em xả dây ra hết luôn rồi nha. Da này nó hai da mới. Chứ không phải bị lũa nha, đảm bảo 100% vẫn xanh tươi bình thường. Nó chỉ có hai cái cành ngọn ở trên đây làm vô dây thôi, còn tất cả là xả dây hết rồi. Cây này cũng đã hơn chậu, về mình ép chậu mình cho thoải mái nha. Rồi 25A, cây này 650 bao ship nha. 650k bao ship. Rồi đây cũng là cây cuối clip của nhà vườn em nha. Anh chị em nhìn cây không rõ thì kết bạn nha, Zalo em sẽ quay cây cho mình thêm nha. Rồi chính chúc em chị em mình thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực kinh doanh ạ. Rồi em xin chào và hẹn lại những clip tiếp theo luôn. Em xin chào ạ.